Phan Đình Thắng. Phan Đình Thắng. Đường đi bóng rất giống với Đinh Thành Trung, nhưng rất tiếc là Đình Thắng không thể hoàn thành nhiệm vụ như người đàn anh. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Quảng Nam. Csma có lý phải bực mình trong tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của Hoàng Gia Lai thi đấu rất bất tập trung. Csma đã phải có những lời chỉ bảo với các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Đầu tiên là pha đi bóng như chỗ không người của Phan Đình Thắng. Tài năng của Csma đã cứu. Và ngay lập tức Huy Hùng có một tình huống dứt điểm từ xa. Và lại một lần nữa, sự đổi người chuẩn xác của Csma đã giúp cho Hoàng Gia Lai không phải nhận bàn thua thứ hai trong trận đấu này.